Võ Lâm Ngũ Bá, tập thứ 41. Âu Dương Phong giận dữ cãi lại: "Nó bậy, chuyện của ta hay như thế, tại sao lại bắt ta ra đấu chứ?" Hai người lại sắp đấu khẩu với nhau thì Đoàn Hoàng Gia lên tiếng khuyên can: "Ê, hai vị đừng có cãi nhau thất công, để tôi ra tiếp vài chiêu với Hoàng đảo chủ được rồi." Âu Dương Phong mới tạm hạ cơn giận xuống. Đoàn Hoàng Gia bèn vòng tay nói với Hoàng Dược Sư: "Lạc Anh quyền trưởng của Đoàn Quả, của Hoàng đảo chủ, lúc nãy thật xảo diệu vô cùng. Đoàn Trí Hân tôi rất muốn được lãnh giáo Hoàng huynh." Nguyên vì Đoàn Hoàng Gia thấy quyền pháp của Hoàng Dược Sư hư hư thực thực, biến hóa phức tạp vô cùng, hơn cả Tuyết Sơn Thần Đà trưởng pháp của Âu Dương Phong rất xa. Đoàn Hoàng Gia là người rất hâm mộ võ thuật, muốn thử sức chưởng pháp với Hoàng Dược Sư để lấy đó mà tự khảo định võ nghệ của mình ra sao. Hồi thứ 44. Đàn Trang rắn trận. Hoàng Dược Sư thấy lúc nãy Đoàn Hoàng Gia đấu với Âu Dương Phong quyền pháp không có gì đặc biệt hơn người, thầm nghĩ trận đấu này thế nào phần thắng cũng về mình, nên chẳng chút khách sáo quát lên một tiếng: "Xem đây!" Tay áo vừa rủ xuống, song chưởng đã hư động lăng loáng như hoa tuyết rụng, trong nháy mắt đã tấn công ra 7 chiêu liên hoàn, thủ pháp vô cùng quái dị. Đoàn Hoàng Gia không ngờ đối phương vừa khởi thế lại dùng toàn những chiêu số lạ lùng, thoát bên trái, nhảy bên phải, rồi bộp bộp. 4 tiếng liên tiếp vang lên, trên ngực, sau lưng, bên hông, dưới nách của mình bị Hoàng Dược Sư vỗ luôn 4 chưởng, nhanh không kịp đỡ. Hồng Thất Công thấy vậy lắc đầu luôn 2 lượt và thầm nghĩ: "Hoàng gia là ông vua quyền pháp chẳng ra trò gì, trận này thế nào cũng thua mất." Nào ngờ Đoàn Hoàng Gia sau khi chúng phải 4 chưởng vẫn an nhiên như thường, lại còn lật tay đẩy ra một ngọn kim cang quyền, theo thế thôi vân phế vụ. Vù lên một tiếng, quyền pháp còn kẹp theo cả luồng kình phong bay đến lồng ngực đối thủ. Hoàng Dược Sư kinh ngạc hãi vô cùng, vì rõ ràng mình đã đánh trúng y 4 chưởng, đâu phải là nhẹ. Dù Đoàn Hoàng Gia có luyện được ngoại công phu cao diệu đến cỡ nào, ít nhất cũng bị nhẹ thương nhẹ. Nhưng tại sao chưởng lực của mình vừa đụng phải da thịt y chẳng khác nào như đánh lên một tấm thép cứng, khiến bàn tay cho lẫn đến ngón tay của mình đau đớn không chịu được. Chẳng trách Âu Dương Phong hồ nghi trên người y có mang giáp sắt. Ngọn quyền của Đoàn Hoàng Gia vừa bay tới, Hoàng Dược Sư liền phất tay áo đón, bùng một tiếng thật to. Tay chàng tựa như trúng phải một chiếc búa lớn nặng ngàn cân. Nếu Hoàng Dược Sư không phải là một người công lực thâm hậu, tất phải bị sức dội của ngọn quyền kim cang ấy mà té lộng mèo ngay. Bao nhiêu ý niệm khinh địch của Hoàng Dược Sư lúc nãy đều tiêu mất. Chàng lập tức sử dụng ngay Lạc Anh chưởng pháp. Lúc thì 7 hư một thực, khi lại 5 hư một thực, bóng xanh ảo loạn, thăng thoát trước sau, lúc tả lúc hữu, lang loáng khắp nơi như hoa rụng mưa rơi. Một người đứng bên ngoài nhìn vào mường tượng như có mấy Hoàng Dược Sư lộn qua lộn lại bao tròn xung quanh Đoàn Hoàng Gia vậy. Đoàn Hoàng Gia không chút bối rối, bình tĩnh sử dụng kim cang quyền đối phó lại, quyền phong trầm mạnh, tiếng gió không ngớt xích lên vù vù, thế tựa như búa lớn chẻ núi cao. Chùy to đập đá lớn vậy, quyền phong bay đến đâu, đất cát, bụi tuyết liền dậy lên như bão trốt, đem ra ứng phó với Lạc Anh quyền pháp phiêu phiêu bất định của Hoàng Dược Sư rất có hiệu quả, mà lại chiếm phần ưu thế hơn. Hồng Thất Công đứng bên ngoài cũng cảm thấy rợn rợn khiếp thầm. Tự nghĩ Giáng Long thập bát chưởng của mình đã có danh thần uy hùng mạnh, nhưng nếu đem ra so sánh với kim cang quyền của Đoàn Hoàng Gia vẫn còn xúc hơn 3 phần. Công phu tài nghệ của Đoàn Hoàng Gia này thật là vượt xa khỏi trí tưởng tượng của mình. Hai người quần nhau ngoài trăm hiệp vẫn không phân thắng bại. Hoàng Dược Sư bỗng liên tiếp đánh ra 2 chưởng rồi nhảy vọt lên khỏi vòng đấu, gọi to: "Khoan đã!" Đoàn Hoàng Gia liền thâu nhanh thế quyền cười hỏi: "Hoàng đảo chủ, chúng ta so tài vẫn chưa định thắng bại, Hoàng đảo chủ có ý kiến gì khác chăng?" Hoàng Dược Sư đáp: "Quyền pháp của ông và tôi càng nhu tương sanh, âm dương hòa hợp, dù đấu thêm trăm hiệp nữa cũng không phân được thắng bại. Hay chúng ta đổi cách giao đấu khác được không?"
Đoàn Hoàng gia ngỡ là y lại ăn quen theo lối đấu với Hồng Thất Công lúc nãy, định bày trận thất tinh nhuộn thung hay mây hoa tâm gì đây, liền nói: Hoàng đấu chủ lại định bày trận, xin tùy tiện tông ý. Hoàng Dược Sư bèn đáp: Ê, bày trận mãi nhàm lắm, chúng ta theo lối đấu ba roi đối hai giảng, như lối đấu của Tần Túc Bảo với Quốc Kỳ Trung, Quốc Trì Cung nơi ngõ can trại đi. Tôi chịu cho ông đánh ba quyền, rồi tới phiên ông chịu cho tôi đánh trả ba quyền, hai người thay nhau đánh ba lần, ông nghĩ sao? Đoàn Hoàng gia cười lớn và nói: Hay lắm, người nào ra tay trước xin nói rõ. Hoàng Dược Sư đáp: Đây là ý kiến của tôi đưa ra, đương nhiên là tôi chịu cho bị đánh trước, xin mời vậy. Nói xong y dùng mũi giày vẽ lên mặt đất tuyết một vòng tròn, tự mình đứng vào giữa rồi nói tiếp: Nếu tôn giá một quyền có thể đánh tôi văng khỏi vòng tròn này thì tôi lập tức rời khỏi Hoa Sơn ngay, và tự hậu không bao giờ đề cập đến chuyện so tài với ai nữa. Đoàn Hoàng gia trong lòng ai nấy khó nghĩ, vì kim cang quyền của mình sức mạnh rất dị thường, đã một lần trong hoàng cung ở Đại Lý Quốc thử luyện quyền pháp, chỉ ra tay có một quyền mà cả một hòn giả sơn bằng đá rắn ở Thái Hồ cao cỡ đầu người còn bị nát tan từng mảnh vụn. Bản lãnh của Hoàng Dược Sư tuy khá cao cường, nhưng dù sao cũng là một con người bằng xương bằng thịt, một quyền của mình đánh ra thì còn gì là tánh mạng của y. Nhưng Hoàng Dược Sư đã mở miệng đề nghị khiêu trận thì không đánh y cũng không thể được. Đoàn Trí Hưng bất đắc dĩ lên tiếng: Hoàng đảo chủ, đây là tự ý của hoàng đảo chủ, dịch đất để giam mình, tiểu đệ đành thất lễ với đảo chủ. Hoàng Dược Sư cười nhạt đáp: Ha ha, đoàn huynh tưởng ta chịu không nổi sức quyền của đoàn huynh sao, cứ đấm thử xem. Đoàn Hoàng gia kêu lên một tiếng: Hay. Tay trái liền nhấc lên, vận đủ bảy thành công lực, đảo tròn cánh cung, vung ra một quyền đấm mạnh vào vai phải của Hoàng Dược Sư. Đấy là vì lòng nhân hậu của ông không dám toàn lực công kích, để tránh cho Hoàng Dược Sư khỏi bị phạm trọng thương. Quyền phong vừa chạm vào bả vai của đối phương, tay quyền của Đoàn Hoàng gia cũng liền ngừng ngay lại. Nào ngờ đau quyền của Đoàn Hoàng gia vừa chạm vào cơ thể của đối phương, ông liền cảm thấy một cảm giác lạ lùng mà xưa nay ông chưa hề gặp phải. Thì ra ngọn quyền của Đoàn Hoàng gia chạm lên người Hoàng Dược Sư, chợt thấy thân hình Hoàng Dược Sư hơi lảo đảo, rồi đầu quyền của mình tựa như đánh lên một vật có tánh chất, nảy bật trở lại, và thân hình của đối phương mường tượng có thoa thêm lớp dầu, sức quyền mất đi tự chủ và trượt tuốt ra ngoài. Suýt chút nữa là trật cả khớp xương tay ra, may nhờ ông chưa dùng hết sức lực của mình, vừa cảm thấy nguy, lập tức thu nhanh sức quyền trở về. Hoàng Dược Sư cười lớn và nói: Ha ha, rồi, một quyền đã đánh rồi. Âu Dương Phong và Hồng Thất Công thấy rõ ràng ngọn quyền của Đoàn Hoàng gia đấm trúng lên người Hoàng Dược Sư, nhưng chẳng hiểu tại sao không chịu dùng sức để đánh văng đối phương ra ngoài vòng tròn vạch trên mặt đất, mà trái lại thâu nhanh sức quyền trở về. Trong lòng hai người hồ nghi không giải nổi lý do, chỉ riêng có mình Trùng Dương là nhìn thấu được sự kỳ diệu bên trong, chàng thầm nghĩ: Trí cơ của gã họ Hoàng này thật là linh mẫn, võ công của y có lớp trong bụng, dám phối hợp với công phu chim y thuật bát diệt của Võ Đàng cùng với kỳ môn võ công của mình đã sử dụng, chả trách Đoàn Hoàng gia phải bị mắc lừa. Đoàn Hoàng gia một đoàn không đánh trúng đối phương, không còn dám sơ hở nữa. Lần này Đoàn Hoàng gia không dám nương tình, chân bước tới trước nửa bước, quyền bên hữu vẫn đúng chính thành công lực, đấm thẳng vào lồng ngực đối phương, nghe bụt một tiếng, đầu quyền đánh trúng ngay giữa ngực đối phương, không chệch một ly, tức thì có tiếng kêu lắc cắt. Hồng Thất Công hoảng hốt bột miệng kêu lên: Ê, hỏng mất, lần này thì gân cốt gãy lõi rồi. Nhưng sự thật là khác xa, lúc đầu quyền của Đoàn Hoàng gia đánh trúng ngực Hoàng Dược Sư, liền cảm thấy lồng ngực của y hóp vào bên trong, thành thử ngọn quyền của Đoàn Hoàng gia mường tượng như đánh vào một cái lỗ trống phốc, khiến ông không khỏi hoảng hốt giật mình đánh thoát một cái. Đoàn Hoàng gia vốn tánh người thân nhân hậu, nhưng thấy hai quyền của mình đều chẳng trúng được đối phương, trong lòng không kém nỗi lo âu, vội lật tay bổ xuống một quyền kim cang phách sơn, đánh thẳng vào đỉnh đầu đối phương, vút một tiếng.
Hoàng Dược Sư khẽ nghiêng đầu qua một bên, đầu quyền của hoàng gia liền rớt xuống bả vai Hoàng Dược Sư, lại hai tiếng lách cách vang lên, xương bả vai tự động thụt vào, đầu quyền trượt theo cánh tay rơi ra ngoài. Hoàng Dược Sư không một chút hề hấn gì, bèn cười ha hả và nói: "Ha ha ha, xong rồi, tôi đã chịu ba quyền của tôn huynh, bây giờ tới phiên hoàng mẫu kính lại." Đoàn hoàng gia tự biết khó mà chịu nổi ba đấm của Hoàng Dược Sư, nhưng mình đã đấm xong đối phương ba quyền rồi, đâu thể nào mà chịu cho đối phương đấm, không chịu cho đối phương đấm lại. Ông chỉ còn cách đứng chân mình chịu đựng cho đủ ba đấm. Hoàng Dược Sư không chút khách sáo, phịch một tiếng tay quyền đã đấm trúng ngay ngực đối phương. Quyền ấy nhờ lớp vải cá trên người đoàn hoàng gia che chở, không đến nỗi đau lắm, kể như đã chịu được một quyền rồi vậy. Hoàng Dược Sư lại tấn công quyền thứ hai theo thế hoa tâm thám nhụy. Trong pho lạc anh chưởng pháp, năm ngón tay như năm mũi dùi đánh trúng vào thái ất quyệt ngay sau bả xương sườn của đoàn hoàng gia, lập tức bị loạn choạng về một phía. Năm xưa ông hút được đan huyết của con lương chúa, trên châu thân mọc đầy lớp vảy cá, nhưng lớp vảy chỗ dày chỗ mỏng không đồng, trước ngực mà sau lưng lớp vảy có phần dày hơn, hai bên xương sườn thì lớp vảy mọc mỏng hơn một chút. Hoàng Dược Sư cung năm ngón tay lại cứng như mũi khoan, lại dùng công phu thấu cốt đã quyệt pháp, dù có lớp vảy đỡ bên ngoài cũng vô ích. May mà đoàn hoàng gia đã đề phòng cảnh giác, ứng biến nhanh lẹ, lập tức dẫn khí bảo vệ các yếu huyệt mới khỏi bị nguy. Và như vậy, kể như đã chịu xong quyền thứ nhì của Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư quát lên một tiếng: "Quyền cuối cùng ráng mà đỡ!" Tay liền hất lên vù ra một quyền đấm vào giữa mặt đoàn hoàng gia. E sợ đối phương làm hại ngũ quan của mình nên vội lách đầu để tránh. Ngờ đâu Hoàng Dược Sư chỉ đợi có thế là lật tay thành chưởng, phịch một tiếng đánh trúng vào thái dương huyệt của ông. Đoàn hoàng gia dù có tài thăng thiên động thổ cũng không sao chịu đựng nổi, thân hình không gượng được liền ngã chúi xuống. Nhưng nếu để té xuống đất thì danh tiếng anh hùng của Nam Đế trên giang hồ kể như phổi tay trôi theo dòng nước. Nên thần lệnh trong thời gian thân hình đoàn hoàng gia sắp phải té rơi xuống đất, ông bỗng ưỡn lưng đứng bật dậy lên như thường. Đó là chỗ hay, thiên tư dị bẩm của ông. Đoàn hoàng gia trong lúc còn làm thái tử uống được huyết con lương chúa, nhờ đó trong thân hình ông có một bản năng phản ứng ngầm rất mạnh mẽ, và trong giờ phút thất bại chỉ cách có đường tơ, ông vội lật mình trở dậy như một chiếc lò xo. Nơi thái dương huyệt của ông tuy trúng phải một chưởng nhưng chưa ngất nhào, mà trái lại xương cốt chuyển động lên trăng sắc và đứng ngay dậy như không. Thật là một sự kiện quá lạ lùng, ngoài dữ liệu của Hoàng Dược Sư, vị đảo chúa Đào Hoa sợ e đoàn hoàng gia thừa thế phản công lại, vội nhảy tuốt ra phía sau trố mắt đứng nhìn. Đoàn hoàng gia cười dài và nói: "Hoàng đảo chúa, trận này kể như tôi bại rồi." Dương Trùng Dương liền tiến ra trước và nói: Không phải thế, hai vị đều thắng." Và chàng cất lên tiếng cười hà hà. Nhờ lời nói khôn khéo của chàng mà cứu vãn được một cuộc bất hòa đôi bên. Âu Dương Phong chớp đôi mắt trắng giả tiến ra giữa trận và nói: "Ê, Hoàng đảo chủ, tôi cũng muốn lãnh giáo lạc anh chưởng pháp của đảo chủ." Đây là lối thừa nguy của kẻ địch mà tấn công, vì Tây Độc nghĩ rằng Hoàng Dược Sư đã cùng đoàn hoàng gia đấu trên trăm hiệp, chân nguyên tiêu hao không ít, còn mình mới dưỡng tinh thần, sức lực khôi phục như cũ. Nếu giờ đây cùng Hoàng Dược Sư giao đấu thêm trăm hiệp ngoài nữa, rồi thừa lúc xuất kỳ bất ý dụng cáp ma công ra, thì Hoàng Dược Sư nhất định sẽ đại bại dưới tay mình. Hoàng Dược Sư chưa kịp trả lời, Hồng Thất Công đã giọt miệng nói: "Ngay không được, lão độc vật định giở trò xả lưng chiến." Âu Dương Phong cả giận trợn mắt trắng giả nói: "Cái gì mà xả lưng chiến, thằng ăn mày thúi, sức lực mi chắc đã khôi phục rồi, chúng ta chọn nhau 500 hiệp nữa xem sao." Hoàng Dược Sư vội khuyên dứt: "À, thất huynh, Âu Dương Sơn chủ muốn thử sức với tôi thì họ Hoàng này đâu thể chẳng vâng lời. Phong huynh, lúc nãy huynh đã dùng thiết tranh, có lẽ trên phương diện nhạc khúc chắc hẳn là cao thâm lắm vậy." Âu Dương Phong cười đắc ý: "Ha ha ha, ai đồng thế, tiểu đệ là một kẻ quê mùa đất Tây Vực, có biết nhạc khúc âm điệu du dương ra sao, bất quá mới chỉ tập tành vài cung điệu rừng rú, xin hoàng đảo chủ dạy thêm cho."
Hoàng Dược Sư đáp: Nếu vậy, tiểu đệ táo gan mời Âu Dương huynh đem cây đàn thiết tranh ra, so dây nắng phím, trao khúc Đại Giang Đông Khứ để tiểu đệ thưởng thức cầm nguyệt tuyệt vời của Âu huynh. Âu Dương Phong nói: À, muốn tôi khải đàn tranh ư? Có sự bất tiện cho quý vị đó. Hoàng Dược Sư hỏi: Xin nói rõ cho chúng tôi biết. Âu Dương Phong lấy tay chỉ ra phía sau núi và nói: Xa trận của tôi đều ở phía sau núi kìa. Nếu tôi dạo khúc đàn tranh này, giống vật ấy sẽ ồ ạt kéo lên đây làm kinh động quý vị thì không hay ho gì. Hồng Thất Công cười to và quan quan miệng: Lão độc vật định khoe khoang đấu láo nữa đó à. Mấy con sâu đất vô dụng ấy mà cũng đem ra nhát người sao? Theo ý kiến của lão ăn mày này thì nên kêu người đuổi chúng về Tây Vực cho khỏi bắn mắt mọi người. Dòng họ ăn mày của lão đây, từ ăn mày lớn, ăn mày bé, ăn mày cha, ăn mày con, cho đến ăn mày chích, ăn mày chắc, đều là những tay bắt rắn có tài cả. Âu Dương Phong dửng dưng đáp: Tốt lắm, bao nhiêu rắn của ta kia, mày cứ mặc sức mà bắt thử. Hoàng Dược Sư xen vào: Hai vị lại cãi nhau nữa rồi. Âu huynh, nếu thiết tranh của huynh có thể sai khiến rắn, xin Âu huynh cứ việc tùy tiện, để đợi cũng lâu rồi. Âu Dương Phong tự nhủ thầm: Nếu ta mà điều khiển đàn rắn tới đây, mi mừng đừng có mong toàn mạng. Hồi thứ 45, Kim Xà Vương xuất trận. Tây Độc thấy Hoàng Dược Sư ý chẳng sợ xà trận của mình, liền hừ giọng mũi một tiếng, lập tức lấy cây đàn thiết tranh, ngồi xếp bằng dưới đất, dùng tay trái khải lên dây cung những tiếng tình tang khoan nhạc. Đàn thiết tranh có tên gọi là tần tranh, âm thanh trong cao tấu lên để kích động lòng người. Âu Dương Phong với ngón đàn thiết này đã trên 20 năm nhàn nhã kinh nghiệm. Cung đàn vừa tấu lên tựa như có tiếng vó ngựa sập sồn của thiên binh vạn mã, mường tượng như quân thù xâm nhập biên cương, ngàn quân giáp chiến, vạn ngựa tung hoành. Tiếng sát phạt thúc động hào khí muôn người hùng tráng như trận nhạc phi đại chiến Ngưu Đầu Sơn. Sập sồn thúc dục như Lương Hồng Ngọc đánh trống từ tử chiến với Hoàng Thiên Thang, đại phá được kim binh, chém đầu chủ soái, đuổi sợ hồ, thâu đoạt lại cương thổ, về quê hương. Tiếng đàn hùng tráng kích động của Âu Dương Phong khiến mọi người đang ngồi nghe đều nhiệt huyết trào sôi, máu nóng đốt lòng. Mường tượng như dưới triền núi Hoa Sơn là một trường quyết chiến, giận mình sao chẳng chạy nhào xuống núi để tung hoành tàn sát cho vơi hào khí đang nung nấu trong người. Hoàng Dược Sư nghe tiếng đàn tranh của Âu Dương Phong tấu lên những âm hưởng sát phạt mỗi lúc càng rập rồn, càng cao vút thêm, và tâm trạng mình nương theo tiếng nhạc thấp cao càng lúc càng khiêu động dữ dội hơn. Hoàng Dược Sư kinh khiếp trong lòng, thầm nghĩ: Cái lão độc vật này thật là lan độc, y lại dùng khúc Đại Giang Đông Khứ để đưa ta vào tuyệt địa. Hoàng Dược Sư hiểu rõ được âm mưu hiểm hóc của kẻ địch, chàng không dám duyên trì nữa, vội thò tay vào túi lấy thanh ngọc tiêu ra để lên miệng, tấu lên tiếng nhạc trong êm để đối kháng lại tiếng đàn tranh của Âu Dương Phong. Giọng tranh của Tây Độc cao vút khô khan như gió tuyết đêm đông thê lương tiêu sát. Nghe tiếng đàn của y, mường tượng như người đang lạc lõng giữa miền Tây Vực hoang vu cát vàng muôn dặm, tiếp tấp chân trời hoang vắng điều hiu, lại tựa như gió bão loạn cuồng, người rên ngựa thét kinh hoàng. Tiếng tiêu của Hoàng Dược Sư thì trái lại, âm thanh dịu dạt không nhạc không hoang, khiến người ta mơ màng như đang giữa tiết xuân êm mát, trăm hoa đua nở, chim hót đầu cành, trai thanh gái lịch. Đôi tình nhân âu yếm sánh vai nhau dưới rặng liễu xanh rờn, trong bông hoa muôn sắc, an hưởng lạc thú giữa cảnh vật u nhàn. Nói tóm lại là tiếng tiêu cùng với giọng đàn khác biệt như trời Nam biển Bắc, tuyệt không thể hòa hợp nhau được. Hồng Thất Công thích ý, lại cười với Trùng Dương và nói: Dương chân nhân, bọn họ đang đấu pháp thuật nhau đó. Trùng Dương cũng trả nhưng không dám trả lời. Đoàn Hoàng Gia bỗng nghe thoang thoáng bên tai có tiếng động rì rào từ sau núi đưa lại, tựa như tiếng gió thổi sóng tràn. Mà dưới núi Hoa Sơn không phải là biển cả, thì tiếng sóng ì ầm này từ đâu đến?
Trong lúc ông còn đang lạ lùng chưa hiểu thì Trùng Dương bỗng khẽ giọng bảo: "Hay vị nên lưu tâm đề phòng, xa trận của Âu Dương Phong đã kéo đến kìa." Hồng Thất Công thấp thỏm trong lòng, liền mò vào túi lấy thuốc trừ rắn ra thoa vào hai tay chuẩn bị sẵn sàng. Trùng Dương thấy vậy cười và nói: "Thất huynh, xa trận của Bạch Đà Sơn rất lợi hại, e cỡ 3-4 muôn con chứ chẳng có ít, bao nhiêu thuốc rắn sợ không đủ hiệu quả đâu." Hồng Thất Công nói: "Mặc kệ tổ tiên nhà nó, hiệu quả hay chẳng kết quả, nếu bà con rắn thúi ấy mà dám vô lễ với lão ăn mày đây, thì cây gậy trúc của lão dùng đánh chó kia sẽ đem ra dùng để đánh rắn." Trong lúc đang trò chuyện với nhau thì dưới chân núi có tiếng quái lạ trồi dưới bóng tuyết. Ánh trăng vàng có hàng trăm ngàn con lõi rắn ngút ngắt bò lên đỉnh núi. Hồng Thất Công, Đoàn Hoàng Gia hai người lần đầu mới thấy xà trận của Bạch Đà Sơn chủ. Ban đầu thì chỉ thấy những bóng đen lố nhố, tiếp theo là vô số rắn mãng xà. Con sào ngậm lấy đuôi con trước kết thành hàng trăm đường dây gắn dài ngoằn ngoèo bò lên. Thành thế dữ dằn khiến mọi người phải phát kinh hồn khiếp đảm. Hồng Thất Công ủa lên một tiếng và nói: "Hiện giờ là mùa đông, khí lạnh tiết đóng thành băng, rắn trùng trùng á, nếu núp kín vào hang, chẳng lẽ giống rắn của lão độc vật khác biệt mà không biết sợ lạnh sao?" Y đâu có ngờ rằng hai anh em của Âu Dương Phong noi theo phương pháp nuôi rắn trong nghỉ độc kỳ, ngũ độc kỳ kinh, loại ngoại trừ những thức ăn cay nóng để nuôi rắn cho giống đó tăng thêm sức chống kháng với khí lạnh, lại còn thỉnh thoảng nhốt vào lồng trúc đem vào chỗ đất tuyết để tập luyện cho chúng quen với hơi lạnh. Bởi thế tất cả những giống rắn nuôi trên Bạch Đà Sơn không hề có thói quen tìm hang để ngủ vùi suốt mùa đông như các đồng loại của chúng ở nơi khác, mà vẫn có thể hoạt động trên mặt tuyết như lúc thường. Trong lúc Hồng Thất Công còn đang phân vân thì đoàn dây rắn hàng trăm sợi dài thẩm thượt kia càng lúc càng tiến gần thêm. Âu Dương Phong khẽ nhích nụ cười ranh mãnh, ngón tay lướt trên cung đàn càng lúc càng nhặt thêm. Chỉ chốc sau là có một đường dây rắn ngút ngoắt bò lên đến đỉnh núi, cách xa chỗ Hoàng Dược Sư đang đứng thổi tiêu không đầy 10 trượng. Trùng Dương ủa lên một tiếng kinh ngạc, vì năm xưa trên núi Hoa Sơn tìm kinh đã thấy qua xà trận của Âu Dương Phong, sánh với trận hôm nay khác xa vạn phần. Không những rắn nhiều gấp hơn mấy lần mà càng hàng lối lại chỉnh tề khác thường, tự cắn lấy đuôi nhau để kết thành đội ngũ đàng hoàng, dường như đã qua một lần luyện tập thuần thục, khác xa với đội tập soạn xô bồ trước kia. Trùng Dương thầm suy tính, nếu hàng vạn con mãng xà này đồng lúc bò lên thì Hoàng Dược Sư dù có phép thần thông biến hóa cũng khó cản nổi. Đến lúc ấy chàng không lẽ tỏ thị điềm nhiên mà chẳng cứu, lại cùng tay độc kết thêm mối thâm thù, thật là dạng bất đắc dĩ. Trong lúc Trùng Dương đăm chiêu nghĩ ngợi và bầy rắn đang cuồn cuộn bò đến như sóng tràn, thì bỗng nhiên tiếng tiêu của Hoàng Dược Sư âm thanh biến đổi. Lúc chàng cùng đối tấu với Âu Dương Phong thì tiếng tiêu dịu dạt ôn hòa như khi tiết mùa xuân, điệu tiêu như hạt kiêu phụng gáy, nhưng giờ đây biến thành gió thu hiu hắt, vó ngựa khô khan, tự như thiên binh vạn mã đang sát phạt nhau dữ dội, chẳng khác với âm điệu của tiếng đàn tranh chút nào. Bất quá là tiếng tiêu thảnh thót, còn tiếng tranh thì vang rền đó thôi. Kể ra cũng lạ, tiếng tiêu của Hoàng Dược Sư vừa chuyển sang điệp khúc khác thì đoàn rắn liền im lìm ngưng động đậy, mỗi con đều nhả lỏng đuôi của đồng loại ra, rồi bụng chúng giáng xuống đất, cổ chúng lại vươn lên. Trận rắn lúc trước hàng lối chỉnh tề, giờ đây lại tán loạn lên. Âu Dương Phong kinh hãi không cùng, y không ngờ tiếng tiêu của Hoàng Dược Sư lại có quy lực điều khiển được trận rắn của mình. Chỉ qua mấy âm điệu của tiếng tiêu lạ lùng kia mà bầy rắn đã bị kích động mạnh mẽ. Rắn bé rắn lớn nhất nhất tề phùng mang uốn mình, múa may loạn xạ cả lên. Bộ dáng khiêu vũ của bầy rắn xem rất dễ tức cười, con thì đưa hỏng chiếc đuôi lên cao, ngoe ngoé trong không khí, đầu mình dán xuống mặt tuyết, lan qua lộn lại như bánh xe gió. Có con thì uốn khúc thân hình, quẩy tròn quanh quanh, tựa như đợt sóng nhấp nhô trên mặt hồ.
có con lại ngút ngoắt chiếc đầu lắc lư theo tiếng tiêu mau chậm. Thất công khoái chí cười lên ha hả. Không ngờ bầy rắn của lão độc vật lại biết làm trò xem, thích quá thích quá. Tay độc thấy tiếng tiêu của Hoàng Dược Sư vừa trỗi lên, bầy rắn náo loạn cả, y biết chuyện chẳng lành sắp đến, vội khải đàn cho tiếng đàn lớn lên, bỏ nhạc khúc đại giang đông khứ đổi sang lấy nhạc buồn buồn, hy vọng ngăn chặn được thể loại cuồng của bầy rắn mình. Nhưng khổ nổi tiếng đàn thiết tranh âm điệu âm trầm, nếu khải những điệu hùng tráng rất hay, nhưng nếu tấu khúc nhạc du dương quỷ mị thật là khó nghe vậy. Tiếng tiêu của Hoàng Dược Sư càng mau thì bầy rắn lại càng trông thế cuồng loạn múa mai. Có lắm con không dằn được nổi tự cắn lấy đuôi mình mà lăn lộn rít lên thành tiếng gió vu vu. Có con lại chẳng phân biệt được hơi quen hơi lạ táp nhầu vào đồng loại của mình mà quấn cứng lại. Âu Dương Phong hại người chẳng được mà trái lại tự hại lấy mình. Y biết nếu tiếng tiêu của Hoàng Dược Sư không ngưng thì bầy rắn của mình sẽ bị nhạc điệu của tiếng tiêu kích động mà tàn sát. Cắn táp lẫn nhau, bao nhiêu tâm huyết của 10 năm trời sắp biến thành mây khói. Âu Dương Phong quá sốt ruột chợt nhớ đến ám khí của mình. Thì ra cây đàn tần tranh của Tây Độc bên trong giấu nhiều cổ quái, vật cổ quái, ngoại trừ hai đầu cần giả có lò xo bật ra ngoài, đầu cần đàn tranh còn có ám khí. Âu Dương Phong vì muốn cứu bầy rắn của mình chẳng còn kể gì đến uy danh và thể diện, y bàn khẽ mạnh cây đàn tranh lên hai tiếng tình tang, tức thì có hai vật đen xì lao nhanh ra như hai mũi tên bay vút vào hai bên huyệt thái dương của Hoàng Dược Sư. Hai mũi ám khí ấy tên gọi là xà đầu chùy, bật ra ngoài nhanh như một tia điện, lợi hại vô cùng. Tây Độc biết rõ Hoàng Dược Sư cũng là một tay ám khí nhà nghề, hai mũi xà đầu chủy cũng của mình phóng ra nhưng chưa chắc hại được đối phương, bất quá bắt buộc đối phương phải ngừng ngay tiếng tiêu, khi ấy tiếng đàn tranh của mình mới có thể thoát ngân ra ngoài để trấn áp được bầy rắn có hiệu quả hơn. Ngờ đâu hai mũi ám khí đen xì ấy vừa bay đến trước mặt đối phương, Hoàng Dược Sư tuyệt nhiên không tránh né, miệng vẫn ngậm lấy ống ngọc tiêu, đầu ống tiêu hất sang một bên, cái đuôi tiêu đưa về bên hữu, còng còng hai tiếng, hai mũi xà đầu chùy đều bị hất xuống đất, mà tiếng tiêu của Hoàng Dược Sư vẫn không hề ngưng. Âu Dương Phong vừa thẹn vừa giận, định phóng luôn một lượt ba mũi chùy còn lại, thì bỗng nhiên trong bầy rắn có sự biến hóa dị kỳ. Thì ra đoàn hoàng gia lần này đến Hoa Sơn vô tình có đem theo một con kim xà vương mà ông nuôi từ còn lúc làm thái tử. Con kim xà này sau khi được hoàng cung đại lý, đoàn hoàng gia quý trọng nó như châu báu, dùng một cái lồng bằng vàng thật đặc biệt nhốt lại. Nào ngờ sáng hôm sau khi ngủ thức dậy, chiếc lồng vàng bị bẻ gãy tan tành. Kim xà vương không trốn đi, quấn tròn nơi trụ rồng tại đại điện. Mọi người thấy thế đều hết sức kinh dị. Đoàn hoàng gia mới biết kim xà vương không chịu nhốt trong lồng mà muốn tự do ở bên ngoài. Ông bèn chiều theo bỏ vào trong ngự viên. Kim xà vương hết sức hiền lành thuần tánh, không hề cắn ai, chỉ bắt chim chuột để ăn rồi bò chơi quanh quẩn khắp hoa viên. Đoàn hoàng gia chỉ hít khẽ một tiếng sáo miệng là kim xà vương từ trong bóng câu lùm hoa bò ra, so với mèo chó còn thuần tánh hơn nhiều. Con rắn này có một điểm lạ là sau khi vào hoàng cung của đại lý, từ cung điện cho đến hoa viên, bao nhiêu sâu bọ đều im hơi mất tích, chạy tránh sạch trơn. Cho nên đoàn hoàng gia xem con kim xà ấy như một món đồ chơi yêu quý nhất của mình, cứ mỗi lúc rảnh rang là đi tìm nó ngay. Cho đến đại thần trong triều cũng cảm thấy vị hoàng đế của mình quá thương yêu loài rắn, thật chẳng phải thể thống của một ông vua. Nhưng vì đại lý là một tiểu quốc bế quan tự thủ, dân an cư lạc nghiệp, nước thế thanh bình nên chẳng lấy đó làm việc quan trọng. Sau khi đến Hoa Sơn,
Xin lỗi, lần đến Hoa Sơn này đoàn hoàng gia bỗng hứng khởi trong lòng, đem con kim xà vương bỏ vào một ống trúc có thoáng khí, rồi để trong túi hành trang của mình cùng đem đi theo. Sau khi đến Hoa Sơn, đoàn hoàng gia mới để hành trang cho kẻ tùy tùng coi sóc, một mình đến núi để tham gia cuộc so tài. Nào ngờ kim xà vương mang cả ống trúc lăn ra ngoài túi hành lý, rồi như có linh tính lăn đến chân núi đoàn hoàng gia. Đoàn hoàng gia nghĩ thầm, phải chăng con rắn này cũng muốn xem thí võ? Nghĩ thế bèn nhặt ống trúc bỏ gọn vào trong túi, nào ngờ trong cái vô tình ấy mà có chỗ ứng dụng đáng giá là phá được xà trận của Âu Dương Phong. Nguyên vì con kim xà này trong lúc đoàn hoàng gia cùng Âu Dương Phong hoàng dược sư giao đấu thì vẫn nằm im không nhúc nhích, chợt đến khi Đông Tà Tây Độc hai người dùng nhạc khí ấn chứng võ công Âu Dương Phong khải đàn để xua rắn thì kim xà vương trong ống trúc lồng lộng không yên. Rồi sau khi xà trận của Tây Độc kéo đến, kim xà vương ngửi thấy mùi tanh của đồng loại, liền rõ rãi trong ống dữ dội muốn chủ mình thả ra ngoài. Nhưng đoàn hoàng gia đang chú ý đến xà trận mà quên hẳn con kim xà vương trong túi mình. Cho đến lúc hoàng dược sư thổi lên điệu tiêu thiên ma vũ khúc, khúc nhạc ấy không những mê hoặc được tâm trí con người, khi trỗi lên đến điệp khúc nhanh nhất lại có thể làm cho người như say ngay, tai múa chân nhảy cho tới chết mới thôi, mà cho đến loài côn trùng, điểu thú khi nghe phải cũng mê hoặc như người vậy. Kim xà vương tuy bị nhốt trong ống trúc ở trước ngực đoàn hoàng gia, nhưng cũng bị điệu tiêu thiên ma vũ khúc véo von của hoàng dược sư mê hoặc như đoàn mãng xà. Của Âu Dương Phong, con kim xà vương liền ở trong ống trúc lăn lộn mấy vòng khiến cho nắp ống trúc thình lình bật ra. Kim xà vương liền lẻ loạn thoát ra khỏi ngực đoàn hoàng gia, luồn mình xuống đất rồi như mũi tên phóng đi như bay đến giữa xà trận. Còn rắn vàng nhỏ ấy là của vua loài rắn, thân hình dài không đầy một thước nhưng lại là vị chúa tể cai quản khắp trăm loài rắn trên trần thế. Phần thứ 41 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo bằng 42.